Thưa quý khán giả, trong tâm thức của mỗi người dân Việt, ngày Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa của việc đưa tiễn năm cũ chào đón một năm mới mà còn mang đậm nét tâm linh. Bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên thì những ngày này chúng ta vẫn thường hay đến chùa để cầu mong là chúng ta sẽ cùng nhau có được những may mắn trong một năm tiếp theo và cầu mong sự an yên ở trong chính tâm thức của mỗi người. Và ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với không gian của những ngôi chùa trên xứ Nam Tây Nguyên. Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, rất nhiều gia đình tổ chức đến chùa thắp hương đầu năm. Người Việt tin rằng đi lễ chùa không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chúng tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi người đi lễ với nhiều mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Đi lễ chùa đầu năm giữa không gian thanh tịnh, hương trầm lan tỏa, hòa cùng sắc màu của đèn hoa mới thấy lòng mình lắng lại, thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Tới chốn linh thiêng để nhìn lại một năm đã qua, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ tới các bậc hiền nhân. Hình bóng ngôi chùa luôn gắn liền với lại cái chiều sâu văn hóa của dân tộc Việt Nam, và ngay tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt thì ngôi chùa Linh Sơn cũng gắn liền với biểu tượng văn hóa của thành phố Đà Lạt. Khi đi chùa lễ Phật đầu năm thì mỗi cá nhân chúng ta, trong đó mỗi người có rất nhiều ước vọng, muốn lên chùa cầu nguyện cho bản thân mình, cho gia đình mình và quê hương đất nước của chúng ta. Năm nay mặc dù nền kinh tế có vô vàn sự khó khăn, tuy nhiên bằng với sự nỗ lực của toàn thể chư tăng cũng như các Phật tử tại bổn tự, thì chúng tôi cố gắng làm trong cái khả năng của mình để tạo dựng một không gian trang trí cho bà con Phật tử khi đến chùa đón xuân có được một niềm hân hoan, và gọi trong đó là rất là nhiều ước vọng chào đón một mùa xuân mới. Các đình chùa ở Lâm Đồng dù đã trải qua ba biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc đẹp, mang giá trị văn hóa, là điểm đến tâm linh thu hút ngày càng nhiều du khách thập phương. Ngày nay, do nhu cầu của nhân dân và số lượng khách đến chùa ngày càng nhiều, vì vậy những năm qua, mỗi dịp Tết đến xuân về, những ngôi chùa đều được đầu tư, tôn tạo nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên được những nét đẹp, giá trị truyền thống cổ xưa. Người dân đến chùa còn được tận hưởng không khí vui xuân trong khuôn viên bài trí rất đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt. Em nghĩ là gia đình nào thì cũng có cái truyền thống đi chùa đầu năm để cầu an và cầu phúc. Nhưng mà hiện tại thì em thấy là vài năm trở lại đây thì chùa còn có những cái tiểu cảnh nhỏ ở xung quanh để giống như là những cái du khách đến tham quan có thể hiểu được, ngoài hiểu được cái truyền thống của Việt Nam thì còn có thể chụp lại những cái bức ảnh đẹp để về làm kỷ niệm. Thì ngoài đem lại những cái cảm giác an yên khi mà đầu năm đi chùa cầu cho một năm suôn sẻ thì họ có thể giữ lại những cái kỷ niệm đẹp, cũng rất là một cái nét truyền thống rất là hay. Việc đi lễ chùa không chỉ giúp cho người dân hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc, thể hiện lòng thành ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên, mà còn hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng. Thưa quý khán giả, cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, nhưng văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn là một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Và chúng ta cũng có thể thấy là dù cho một ngôi chùa hiện đại hay là truyền thống thì cũng đều đưa chúng ta đến với một không gian của sự tĩnh lặng, và ở đó chúng ta được cầu nguyện cho gia đình, cho người thân của mình được bình an và hạnh phúc. Một lần nữa thì Ánh Nguyệt xin gửi đến quý vị những lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng cho một năm mới với thật nhiều thành công.